Đường ta sẽ qua.
Xin kính chào các quý vị. Vâng, một đôi loa nhỏ trong một hãng lớn. Và trong một căn phòng nhỏ có cặp loa để chúng ta được có sự thưởng lãm. Đây chính là dòng loa nhỏ mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Khi các bạn nhìn thấy cặp loa này treo ở trên này thì thấy một cái sự gọn gàng, nhưng lại là của một hãng lớn đến từ đất nước Đức, đó chính là hãng loa DNB. DNB thì đấy là một hãng loa chuyên sản xuất các đồ chuyên nghiệp để dành cho các sân khấu âm thanh lớn, nhưng người ta vẫn sản xuất ra những đồ nhỏ để mình có thể tận dụng chơi những dòng home ở nhà. Và hôm nay tôi cùng gia chủ, cùng đội của Thiên Hà sẽ set up một hệ thống này và các bạn sẽ xem hệ thống của DNB kết hợp với cả âm ly DNB cộng thêm với cả một bàn mixer của Island Head với mã QU16 là như thế nào, trong đó có thêm một phần trợ giúp của WXC đến từ Yamaha cộng thêm hai tay mic của Sennheiser của Tây Đức. Đầu tiên, với dòng loa 8S này thì các bạn sẽ thấy là một cặp loa tuy nhỏ nhưng mà lại có đường kính đường bass lên tới tận 20 và có một loa chép. Những yếu tố này nó chỉ là cái phần nổi về bên ngoài, vì cặp loa này là nó đã được tiêu chuẩn hóa với chất lượng của châu Âu. Khi nói đến dòng loa này thì bao giờ người ta cũng nhìn về chất lượng là nhiều, và hoàn toàn các hệ thống củ loa đều được sử dụng củ nam châm neodymium, đó là một củ loa rất quý. Với dòng loa này trên toàn thế giới, và chúng tôi cũng đã từng hỏi và tìm hiểu sâu qua những người mà người ta biết về dòng loa này và các hãng trên thế giới, thì người ta đánh giá đây là một trong những hãng loa nổi đình nổi đám hiện tại trên thế giới bây giờ. Với những tiêu chí rất cao của các ca sĩ khi đi trình diễn và biểu diễn thì bắt buộc phải có những hệ thống của DNB này mới biểu diễn. Đó là một điều rất tuyệt vời. Và hôm nay thì qua tư vấn của Thiên Hà cũng như là sự trải nghiệm của gia chủ thì thấy một phòng như thế này thì các bạn thấy là đặt một đôi này thì quá hợp lý, với một chất âm tràn ngập trong phòng. Đó là một sự trải nghiệm. Phần thứ hai, cái yếu tố để làm nên cặp loa này mà người ta thích đó là sự gọn nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố về tính nhạc tính. Cộng thêm với cả một cục súp ở phía dưới 12S này thì các bạn thấy một súp bass 30 nhưng mà trông nó rất là gọn gàng, và mình có thể để dịch chuyển vào trong này, mình có thể để nằm hoặc mình cũng có thể là làm giống như một cái đôn để mình kê lên thì nó hoàn toàn là hợp lý. Và con này có công suất mắc đỉnh lên tới 1600W. Vâng, một công suất rất là ghê gớm, và tải áp âm thanh của hệ thống này nó đều lên đến tận 124 dB, tức là đây là một cái tải áp tương đối là lớn so với hệ thống nghe nhạc, vì trên một cái ngưỡng 110 dB đã là quá tuyệt vời rồi. Khi nói đến dòng DNB này thì không thể không nói đến các hệ thống âm ly, vì các hệ thống âm ly là chính là các hệ thống âm ly mạch rất lớn, và chiếc âm ly này nó có công suất danh định lên tới 2800W. Vâng, đánh cho 4 kênh. Nhưng cái điều hay hơn của dòng 10D này của hãng DNB này chính là khi mình có thể chỉnh preset, tức là mình có thể chỉnh đảm bảo cho các bạn là loa luôn luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt, an toàn và không bao giờ có hiện tượng xảy ra cháy, chập. Vì tất cả các đầu jack đằng sau đều được dùng các đầu jack cắm mang tiêu chuẩn của châu Âu và chỉ có của chính hãng. Khuyến cáo đặc biệt các bạn là với những hệ thống này các bạn nên dùng loa DNB thì hãy dùng các hệ thống của âm ly của DNB. Còn về phần trên thì chính là phần mixer, thì chúng tôi lại nghiên cứu và đã đưa ra một hệ thống của Island Head với mã QU16. Vâng, những cái chỉnh này thì mang cái tính chuyên nghiệp, thì thực sự ra là đúng theo như là gia chủ anh muốn, đây là chơi là vừa nghe nhạc vừa có thể thể hiện được chất giọng karaoke cho những người bạn yêu thích, cộng thêm với cả còn tổ chức cho một cái band nhạc nhỏ gồm có tay guitar bass và đàn óc lên chính. Đó là một cái tiêu chí mà để anh muốn dành cho các bạn. Cộng thêm hai tay mic Sennheiser của Tây Đức. Đây là những tay mic rất là chuyên nghiệp như các bạn nhìn thấy đây. Đó là những hai tay mic cầm thấy nó có cái sự chắc chắn. Đó. Thật tuyệt vời các bạn ạ. Và với mỗi ai mà khi thấy âm nhạc nổi lên cộng thêm với hệ thống này thì cũng gần như là đều muốn dành cho mình để thử xem giọng ca của mình hôm nay như thế nào. Nhưng với chúng tôi, team Thiên Hà thì cũng xin giới thiệu qua cùng các bạn với một căn phòng tràn ngập rượu của anh. Vâng, một gia chủ cũng rất là chịu chơi này. Rượu Glenlivet này, rồi Double Black này, rồi Hibiki của Nhật này. Bên này thì có các dòng West Chandon này,
bên này thì có những dòng vang, và trong một thế giới như thế này thì tuyệt vời gì hơn khi giữa rượu, nhạc và ánh nến. Còn bây giờ là phần dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp trình diễn cho các bạn. Nắng mai tràn về, bướm hoa cười đua, cùng sánh bước bên nhau dưới con phố dài. Đến trong mộng rồi, đến trong cuộc đời, lòng ngất người bên ánh trăng mơ màng. Đường về cô đơn em luôn mãi nhớ tên người. Tình này em trao cho anh đắm đuối tuyệt vời. Nguyện tròn dâng anh tình yêu đâu trong xa. Nắng mai tràn về, bướm hoa cười đùa, cùng sánh bước bên nhau dưới con phố dài. Đến trong mộng rồi, đến trong cuộc đời, lòng ngất ngây.